Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Trong khu hội chợ thương mại sinh vật cảnh và đá quý, hàng thủ công mỹ nghệ, khu vực đô thị Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Tôi đến thăm một gian hàng có tên là 10 Thảo Lê. Đây là một vườn cảnh mà rất thân quen đối với Đỗ Sinh. Tôi đã có dịp về làm chương trình tại Bến Tre. Và địa chỉ là Cái Mơn, chợ Lách, Bến Tre. Nhà vườn Thảo Lê chúng ta, tôi đã giao dịch rất nhiều những cái tác phẩm đưa ra phía Bắc để chơi và cũng như là để thương mại tại hợp tác xã hoa cây cảnh Thăng Long. Đó là những cây hoa ngâu, những cây khế, tùng. Và đặc biệt nhất đợt vừa rồi chúng tôi có chuyển ra mấy cây seri. Và đây là số điện thoại của 10 Thảo Lê. Ở vị trí này chủ lực là những cây tùng La Hán, những cây có cái cốt thần bệ rất đẹp nha các bạn. Và tôi đi dịch chuyển ra này, đi từ ngoài cây ngoài cùng. Ngoài ra còn có những cái dòng cây ví dụ như khế này. Những cái khế đang sai rất là nhiều hoa, quả. Đặc biệt có một cây nguyệt quế đẹp quá các bạn ạ. Tổng form cây quá đẳng cấp. Cái tay cảnh ở trên cũng rất là to rồi. Rồi chúng ta trở lại với một số cây tùng La Hán.
Và nó là một số những cái tác phẩm nhà vườn thảo lên. Độ sinh xin khép lại cuốn video để di chuyển tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.